Cô Khanh chào các bạn nhỏ. Cô đến từ trường ngoại khóa Tomato. Hôm nay cô sẽ đến đây và mang cho các bạn những bài học cô nghĩ là nó đơn giản thôi, nhưng mà cô tin nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều khi mà các bạn đi học nè, hay là các bạn ra ngoài đời ha. Cô Khanh hỏi là trên màn hình các bạn có thấy hình gì không? Và các bạn có nghĩ là cái hình này ý nghĩa gì? Các bạn có thể chia sẻ với cô không? Rồi cô mời con. Dạ thưa cô, trên màn hình á có siêu anh hùng. Hả? Có siêu anh hùng. À, có siêu anh hùng rồi, cô cảm ơn con. Dạ thưa cô, là trên hình có một bạn gái đang đang tự bảo vệ bản thân mình. Rồi, bạn trả lời là có một bạn gái đang tự bảo vệ bản thân mình. Và câu trả lời của cô nó không có giống mấy bạn vừa trả lời. Câu trả lời của cô là trên hình bạn nhỏ như là một người anh hùng. Hay nói cách khác là bạn nhỏ chính là người anh hùng của chính cuộc đời mình. Bạn sẽ tự có những cái sức mạnh để có thể bảo vệ mình trước những kẻ xấu, là những cái cánh tay của những người xấu đang dơ lên nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài học với những cái kiến thức đầu tiên ha. An toàn, không an toàn. Rồi, bây giờ tụi mình hãy cùng xem thử an toàn và không an toàn là thế nào. Theo các bạn, ở chùa mình có an toàn không? Rồi, cô Khánh có an toàn không? Xì ke ma túy có an toàn không? Rồi, vậy thì an toàn và không an toàn là cái gì? Mình sẽ đi kỹ hơn nha. Rồi, cô Khanh có hai bức hình. Ai có thể cho cô Khanh biết hình nào là hình an toàn và hình nào là hình không an toàn? Rồi, bây giờ các bạn bỏ tay xuống nha. Cô Khanh đếm 1, 2, 3, mình giơ tay nha. 1, 2, 3. Cô Khanh mời các. Dạ đưa cô, bên tay trái là an toàn, bên tay phải là không an toàn. Bên tay phải là không an toàn mà bên tay trái là an toàn. Vì sao an toàn vậy ta? Vì sao an toàn vậy ta? Bạn nào ở xa thì chạy lên với cô nha, chạy thật là nhanh nha. Cô mời các bạn mặc cái quần màu hồng hồng đang dơ rất là khí thế. Con đó. Dạ cô, tại vì bạn đó mặc áo, mặc bạn đó có cái phao. Để rồi. Bạn đó có cái áo phao, vậy còn cái bạn mà đang ở trên hồ bơi mà vớ xuống nước vì sao không an toàn con biết không? Tại vì đang chụp đồ chơi, sẽ té xuống bờ, cái không biết bơi. Cô cảm ơn con về chỗ nha. Rồi các bạn ơi, ở đây bao nhiêu bạn biết bơi rồi? Thế bao nhiêu bạn chưa biết bơi? Rồi có cô Khanh nữa nè, cô Khanh cũng không biết bơi. Nên là nếu chúng ta tới những nơi nào có nước thì chúng ta cần phải có người lớn đi theo, hoặc là chúng ta phải mặc những bộ đồ bảo hộ nha các bạn. Rồi tụi mình qua hình tiếp theo nè. Rồi hình này cô thấy dễ hơn nè. Rồi hình này. Cô mời bạn nhỏ. Bạn nhỏ rồi đang quỳ trước mặt cô luôn. Rồi. Dạ thưa cô, hình bên trái là hình an toàn, còn hình bên phải là hình không an toàn. Rồi thế vì sao con có biết không? Bởi hình bên kia có người lớn đến trẻ con cắt kéo ạ, còn bên kia không có người lớn là tự động vào nó sẽ nguy hiểm. Cô cảm ơn con. Hình tiếp theo, bạn nào biết hình nào không an toàn thì hãy cho cô luôn lý do nha. Cô cần lý do luôn nha. Rồi cô cần bạn nhỏ xíu này nè, bạn nhỏ xíu này cô hứa mời rồi nè. Rồi. Hôm nay là bạn lớn. Rồi, bạn vì sao bạn không an toàn con? Vì sao không an toàn? À bạn đi vô trong đúng không? Bạn đúng. Đi vô trong. Ờ bạn có ai đi cạnh không? Không. À rồi cô cảm ơn con. Rồi. Bạn nhỏ xíu này nè, nói với cô là cô ơi, tại vì cái bạn bên tay phải á, đi một mình không có ai bên cạnh hết nên là không an toàn. Và chúng ta dù là rừng hay là siêu thị hay là bất kỳ nơi nào không phải nhà của mình thì mình cũng hãy đi cạnh với ba mẹ của mình nha. Đôi khi cô Khanh biết là các bạn vào siêu thị nè, các bạn thấy có những món đồ rất là đẹp, mắt sáng lên là chỉ muốn đi chụp lại cái món đồ đó thôi, không có cần biết ba mẹ đi cạnh mình hay không. Rồi tụi mình sẽ dựa vào tấm hình này và ghi nhớ giúp cô một điều là luôn luôn có ba mẹ và người thân của mình bên cạnh dù bất cứ nơi nào nha các bạn. Được không các bạn? Cô Khanh xin mời tấm hình tiếp theo.
Rồi, tấm hình này không phải người mà là mấy bạn chuột. Coi thử mấy bạn chuột sao mà không an toàn ta. Cô mời con. Dạ, hình bên phải là hình an toàn, hình bên trái là hình không an toàn. Thế thì sao hình bên phải an toàn? Dạ, tại vì người ngồi nghiêm túc, không có chơi lửa. Còn hình bên trái có con chuột chơi lửa. Là con nói hình này an toàn, hình này không an toàn. À, rồi, cô cảm ơn bạn. Rồi, bạn nói là hình bên trái an toàn, hình bên phải không an toàn. Các bạn có đồng ý không? Tụi mình đã được học 4 hình an toàn và không an toàn. Ai nhớ được cả 4 bức hình đó? Ai nhớ được từ đầu đến cuối 4 bức hình? Ai nhớ? Dạ cô, bức hình đầu tiên là bức hình mà ở hồ bơi. Rồi bức hình tiếp theo là bức hình nghịch kéo. Bức hình nghịch kéo á. Bức hình thứ ba là cái bức hình mà đi một mình ở trong rừng. Rồi bức hình thứ tư là bức hình lửa này. Cô Khanh cảm ơn con. Con tên là gì? Rồi bạn Minh Trí rất là giỏi. Chứng tỏ là nãy giờ bạn nghe cô nói nè. Rồi chủ đề tiếp theo, cơ thể con thuộc về con. Cơ thể là gì các bạn? Cơ thể có gồm cái tay không? Có gồm tóc không? Rồi có gồm áo quần mặc trên người không? Không. Rồi vậy có gồm khuôn mặt này không? Rồi vậy bây giờ cơ thể con thuộc về con có nghĩa là gì? Mỗi bạn là một người duy nhất riêng biệt trên thế giới này. Ở trên đây cô Khanh có 2 người nam và nữ. Cô Khanh cũng có 2 cụm từ là đụng chạm tốt và đụng chạm xấu. Bây giờ cô Khanh cần 2 bạn, một nam, một nữ tình nguyện lên đây để làm cộng tác của cô. Con tên là gì? Tên Phan Quỳnh Bảo Trân. Bảo Trân, rồi con tên là gì? Bá Hào ạ. Bá Hào. Rồi, bạn Bảo Trân và bạn Bá Hào sẽ đại diện cho 2 cái cơ thể nam và nữ, sẽ giúp chúng ta học cái bài học này nha. Theo các bạn, đụng chạm tốt có phải là gì không? Cô ví dụ nha, đụng chạm tốt, cô làm gì có phải là đụng chạm tốt không? Cô làm gì có phải là đụng chạm tốt không? Rồi cô làm gì có phải là đụng chạm tốt không? Những phần cơ thể con có thể cho phép đụng chạm đó là cái gì các bạn? Rồi tay các bạn đâu? Rồi tay các bạn đây. Rồi đây là bộ phận duy nhất mà mọi người có thể đụng chạm. Nhưng mà với một điều kiện nữa là nếu các bạn cho phép nha. Ví dụ như các bạn không có thích ai chạm vào tay mình thì mình cũng phải nói nha. Rồi cô cảm ơn. Bây giờ tới phần tiếp theo ha. Những phần cơ thể không thích bị đụng chạm. Rồi bây giờ cô mời Hào, Hào kể cho cô. Trên cơ thể nam thì có những bộ phận nào mà con có thể không thích? Rồi con nhìn kỹ và con trả lời nè. Thưa cô là tóc, vai, bụng, đùi. Rồi chân. Rồi cô cảm ơn Hào. Các bạn có nhìn thấy những mũi tên và nó có khớp với câu trả lời của Hào vừa rồi không các bạn? Có. Rồi cô mời chân. Dạ thưa cô là tóc, vai, bụng, đầu gối. Phần này của con gọi là gì? Là đùi. Đùi. Chân. Rồi cô cảm ơn hai bạn. Vậy thì cái bộ phận mà mình thấy dòng chữ tô màu vàng nè. Màu vàng có nghĩa là phải là con cho phép mới được đụng. Còn không cho phép là không được đụng. Đó là phần đầu nè. Rồi phần vai nè. Rồi phần bụng nè. Phần đuôi nè. Và phần chân nữa. Rồi bây giờ dù có là ba mẹ, mà ba mẹ nói là con ơi cho ba mẹ rờ cái bụng con xíu nha. Ví dụ như hôm nay con đau bụng, con không muốn ai rờ hết. Con nói là con bị đau bụng, con không cho ba mẹ rờ đâu. Nhưng mà nếu mà mình đi khám bác sĩ nói là phải rờ mới khám được thì mình có cho không? Đúng rồi, các bạn phải cố gắng nhớ là mình còn tùy vào tình huống nữa nha. Chứ không phải bác sĩ khám bụng mà kêu không được, cô Khanh dạy con không cho ai đụng là con không cho ai đụng là xa lắm á. Rồi bây giờ mình sẽ qua với một bộ phận tiếp theo.
Rồi những phần cơ thể mà đụng chạm là 6. Rồi những phần cơ thể đụng chạm là 6. Các bạn có để ý cái dòng chữ 6 của cô nó có màu gì không các bạn? Đó. Rồi cô Khanh hỏi lại nè, bộ phận mà được đụng vào nó có chữ màu gì? Màu tím hả? Đúng rồi, xanh lá. Những cái phần mà con cho phép thì là màu gì? Vẫn xanh lá luôn không? Đúng rồi, màu vàng. Và những bộ phận không được đụng luôn là màu đỏ. Những bộ phận không được đụng chạm vào đó là những bộ phận sinh dục của các con, là bộ phận mặc bikini của mình, là bộ phận mặc đồ lót. Mình sẽ không được cho ai đụng vào, dù bất kỳ là người quen hay người lạ. Đây là cô Đông, là một người bạn của cô ở trường Tomato ha. Rồi Đông ơi, bây giờ Khanh sẽ thử hỏi Đông những cái bộ phận mà Đông nghĩ là tụi mình có nên được đụng hay không nha. Rồi Đông, tụi mình đi ăn chè đi, được không? Được không các bạn? Không được hả? À rồi được. Đông ơi, Khanh có cái mùi nước hoa này thơm lắm, Đông muốn ngửi không? Rồi, nếu cô Đông không đồng ý thì sao ta? Như vậy được không các bạn? Như vậy được không các bạn? Tại vì bộ phận nào là bộ phận con có thể, có nhớ không? Đầu. Rồi, đầu thì bao gồm cả mắt, mũi, miệng của mình nha. Rồi, ê Đông, sao da trắng quá vậy? Bạn kỳ quá à. Bạn kỳ quá à. Rồi các bạn ơi, ai mà đụng vào mà mình cảm thấy mình không được là mình sẽ nói là mình không thích, hoặc là bạn kỳ quá à, như lời cô Đông ha. Rồi bây giờ một bộ phận khác, một bộ phận khác. Đông, sao mà hả, tôi hả, tôi thấy cái áo của bạn mặc đẹp quá, cho tôi rờ thử đi, được không các bạn? Rồi, bây giờ cô Khanh sẽ kiểm tra lại nha. Bây giờ cô Khanh chỉ bộ phận nào của cô Đông mà được phép thì các bạn giơ tay cao thiệt là cao lên. Bộ phận nào mà có thể cho phép nếu con đồng ý thì giơ tay nhặt dừa gì nè. Rồi, bộ phận nào không được phép luôn thì không giơ tay luôn. Đồng ý không các bạn? Bộ phận đầu tiên. Được phép hả? Chỗ có bạn giơ cao quá trời luôn kìa. Wow, sai hết rồi. Bộ phận này là có thể nha. Các bạn đứng dậy giơ tay luôn. Rồi, chính xác hơn rồi nè. Rồi, cô cảm ơn cô Đông. Rồi, các bạn ơi, vừa rồi là phần mà cô Khanh nghĩ là nó quan trọng nhất, mà tất cả các bạn đều phải ghi nhớ để bảo vệ chính bản thân mình nha. Để ghi nhớ lại một lần nữa cái kiến thức các bạn vừa học, cô Khanh sẽ có một bí kíp để các bạn phân biệt được là thế nào là đụng chạm xấu, thế nào là đụng chạm tốt. Bây giờ bí kíp của cô Khanh là khi ai đó đụng vào các con mà các con cảm thấy thoải mái, các con cười rất là tươi ha, các con cảm thấy rất là vui vẻ, không có gì hết trơn á, thì đó là đụng chạm tốt. Nhưng mà còn khi ai đó đụng vào các con mà các con cảm thấy là ghê quá à, mình ngại quá, mình mắc cỡ quá, thì đó lại là đụng chạm xấu mà tụi mình tuyệt đối không được cho người ta tiếp tục. Các bạn đã nhớ chưa? Rồi, cô Khanh cảm ơn các bạn. Rồi, phần tiếp theo mà mình học đó chính là người tin cậy và người không tin cậy. Cô Khanh có phải là người tin cậy không các bạn? Không phải hả? Rồi, mấy thầy có phải là người tin cậy không các bạn? Phải. Bây giờ mình sẽ cùng xem thử nha, người tin cậy và người không tin cậy nha. Rồi, ai là người đáng tin cậy các bạn? Hình trên đúng không? Hình trên tin cậy đúng không? Ai nghĩ hình trên tin cậy giơ tay. Ai nghĩ hình trên tin cậy giơ tay. Thế cho kẹo kìa, cho kẹo kìa chắc tốt lắm á. Phải không ta? Phải cho kẹo là tốt không các bạn? Rồi, thế còn ở bên dưới phải tin cậy không? Rồi, chính xác rồi, các bạn giỏi lắm. Hình tiếp theo cô ơi.
Hình bên trên cô Khanh thấy trao đồ chơi luôn kìa, chắc tốt lắm á, đúng không các bạn? Rồi, thế vì sao không tốt vậy? Vì sao không tốt vậy? À, các bạn trả lời rất là to là người lạ. Thế còn bên dưới cũng là người lạ mà. À, tại vì là bác sĩ khám bệnh cho chúng ta và có ba mẹ chúng ta đi cùng nữa ha. Vậy người không tin cậy là gì? Rồi, theo con, người không tin cậy là những người như thế nào? Tôi thấy cô là người xấu. Vậy tôi cô là người xấu. Cho con đồ xấu hả? Dạ. Vậy gì nữa ha? Dạ. Hết rồi. Rồi, cô cảm ơn Khang. Bạn Khang nói với cô là người không tin cậy là phải là người lạ nè. Người bắt mình làm việc xấu nè. Các bạn có đồng ý không? Người không tin cậy là người bảo con không được vâng lời bố mẹ. Ví dụ như là con ơi con đi với cô nè. Thôi mẹ con dặn không được đi với cô. Thôi đừng nghe lời mẹ con, đi với cô nè, là xấu rồi đó. Tiếp ha, làm điều gì đó mà không có sự cho phép của ba mẹ. Ví dụ như là ba mẹ các con không cho các con đi qua một cái nơi nào đó mà cái người đó cứ bắt tụi con đi. Đã bắt các con làm một cái điều mà ba mẹ không cho phép rồi. Tiếp ha, nhờ con giúp đỡ việc gì đó mà không hỏi ý kiến ba mẹ con. Cô Khanh ví dụ nè. Đã từng có một bạn nhỏ bị cảnh sát bắt vì một lý do, đó là bạn ấy đã cầm một cái túi đồ lạ của một người nhờ bạn ấy cầm. Và các con có đoán được trong cái túi đó là cái gì mà bạn đó bị cảnh sát bắt không? Đồ chơi hả? Đúng rồi, ma túy. Tức là bạn đó đã cầm một cái vật mà bạn đó không biết là gì hết, mà bạn đó tốt bụng mà nó cầm giùm rồi bạn đó bị bắt luôn á. Nên là hãy nhớ điều này nha, sẽ không giúp đỡ ai việc gì mà ba mẹ con không có biết việc đó. Rồi, dặn con giữ bí mật. Dặn con giữ bí mật là sao nè? Cô ví dụ, cô Khanh mời một bạn nhỏ. Cái cô Khanh nói là con ơi con, cho cô đụng vô đây chút xíu đi. Nhưng mà cô sẽ cho con kẹo, con đừng có nói với ba mẹ con nha. Như vậy có phải là người tốt không các bạn? Ví dụ như cô Khanh dùng cái tay của cô Khanh chạm lên tay của các bạn và cô Khanh nói là đừng nói với ba mẹ, vậy có đúng không các bạn? Đúng rồi, sẽ là người xấu ha. Rồi, vậy người không tin cậy có thể trông rất là đẹp, hoặc là xấu, hoặc lạ, hoặc là quen. Thế bây giờ giả vờ một ngày nào đó, cô Khanh xuất hiện không phải ở đây. Mà cô Khanh xuất hiện ở trong công viên á, cái có một bạn lại, cô ơi cô hôm bữa con thấy cô ở chùa nè. Rồi cái cô nói là ừ, thôi giờ cô với con đi ăn chè đi. Rồi, thế bây giờ theo các bạn, chúng ta có nên đi theo cô không? Rồi, mặc dù các bạn đã biết cô một lần rồi, nhưng mà chưa chắc là các bạn phải đi theo cô nếu như mà ba mẹ không cho phép nha. Người tin cậy của con là ai? Kể tên cho cô nè, ai nè? Ba mẹ. Ông bà, cô dì, chú bác. Rồi vậy hồi nãy cô Khanh nói là sao? Có thể lạ hoặc quen. Vậy ai sẽ là người đáng tin cậy nhất? Rồi, ba mẹ nha các bạn. Rồi, no go tell, ai hiểu nói là gì? Dạ cô, no là không được, go... Cô là chạy xe là... Cô sẽ nhờ bạn khác giúp đỡ nha. Theo là gì các bạn? Thưa cô, theo là nói. À, thế nói với ai? Nói với ba mẹ. À, nói với ba mẹ. Rồi, khi ai đó làm điều gì đó xấu với con, không, từ chối liền giúp cô. No, stop. Giờ muốn nói tiếng Anh, tiếng Việt gì cũng được, nhưng mà nói cho cô cái từ mang nghĩa là không nha. Chứ đừng có nói là dạ, làm đi là không được nha. Rồi, go. Ví dụ ai đó mà làm việc xấu với con mà họ cố dùng sức mạnh để họ giữ con lại thì con phải chạy thiệt là nhanh. Rồi, và theo là hãy nói hoặc là la lớn lên để mọi người có thể giúp đỡ con. Và đặc biệt phải nói với ba mẹ khi các con gặp những cái khó khăn và những cái khiến các con cảm thấy sợ hãi. Các bạn ơi, mình sẽ mặc định là bạn nhỏ này
sẽ là một nhân vật mà cô không quen biết và cô là người xấu nha. Bây giờ coi thử là khi mà gặp người xấu thì bạn sẽ làm gì nha. Chào con. Con đi đâu vậy? Dễ thương quá à. Dễ thương quá à. Rồi đi với cô mình đi ăn kẹo nha. Không hả? Thôi ăn kẹo sau răng. Thôi giờ cô đi mua trà sữa nha. Không luôn. Thế giờ không đi, tao bắt mày đi. Rồi các bạn, bạn nhỏ này hiền quá à. Cô bắt bạn đi mà bạn chứ. Theo các bạn, bạn nhỏ này có cách gì? Rồi nếu cô dùng tay làm ở đây thì bạn sẽ làm gì với cô? Rồi bạn thử cắn cái coi. Cắn giỡn thôi nha con. Rồi rồi mà khi bị cắn thì tay cô sẽ đau. Đau, thả bạn ra. Rồi thêm một chiêu nữa nè. Cô đang đứng sau lưng bạn đúng không? Thì bạn có thể dùng gì để đá cô? Rồi thử đá cô cái coi. Đá gì hả? Rồi con đá lại cái nữa nè. Đá sao mà cô cảm thấy đúng và đau thiệt nè. Trời hiền quá. Cô mời con về chỗ nha. Cảm ơn con rất là nhiều. Cô mời con. Rồi con có đau không? Không. Rồi hồi nãy là con đá cô nhưng mà cô đau thiệt á. Con làm tốt lắm, cảm ơn con. Bây giờ tụi mình sẽ tới phần cuối cùng, là nơi đáng tin cậy. Phần này cô sẽ đi nhanh, tại vì cô nghĩ là nó sẽ rất là dễ với các bạn. Đó là gì? Hình ảnh đầu tiên là nơi làm việc của các chú công an ha. Bộ công an nè. Hình ảnh thứ hai là gì các bạn? Trường học, đúng rồi. Hình ảnh thứ ba. Rồi, nhiều bạn nhăn mặt với cô. Ủa cô, siêu thị sao an toàn? Siêu thị an toàn nếu các con tìm đến với những cái cô bán hàng nè, hay là những chú bảo vệ nè. Được chưa các bạn? Ví dụ các bạn đi lạc, hãy tìm đến những cái người mà họ làm việc trong siêu thị để báo là mình đi lạc, hoặc là mình đang gặp một rắc rối nào đó, được không? Rồi, hình tiếp theo. Ở đâu đây? À đúng rồi, các chú bảo vệ ha. Rồi, rồi vừa rồi đã là một cái bài học mà cô Khanh đem đến cho các bạn. Cô Khanh cảm ơn tất cả các bạn hôm nay đã học với cô rất là tốt nha.